Xin chào mọi người, dòng sữa New Chocolate 24 giờ không còn xa lạ gì với các vị khách hàng của hệ thống sữa sữa Daryl nữa. Và ngày hôm nay, em cùng với mọi người sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa dòng New Chocolate 24 giờ và các dòng sữa khác cùng loại trên thị trường nhé. Dòng sữa New Chocolate 24 giờ không sử dụng hormone tăng trưởng cho bò, không dư lượng thuốc kháng sinh, không chất biến đổi gen, bổ sung canxi từ nguyên liệu canxi nano chiết xuất từ tàu biển và hàm lượng MK7 cực kỳ cao giúp hấp thụ tối đa lượng canxi vào cơ thể. New Chocolate 24 giờ đảm bảo an toàn chất lượng, có vị nhạt thanh mát, có hàm lượng dinh dưỡng cao so với những sữa được sản xuất từ bò nuôi nhốt trong các trang trại thông thường và sản phẩm được sử dụng đường rau củ quả cung cấp các chất xơ, vitamin và khoáng chất tự nhiên. Đặc biệt, sản phẩm được bổ sung thêm sữa non, IgG tăng cường sức đề kháng và các lợi khuẩn giúp chống lại các vi khuẩn có hại, bảo vệ hệ đường ruột cho bé. Bộ ba canxi nano B3, K2 giúp bé hấp thụ canxi. Bố mẹ nào muốn tìm một dòng sữa giúp bé phát triển toàn diện, tăng cân tốt, ăn ngon, ngủ ngon, tăng cường sức đề kháng, các mẹ có thể tham khảo dòng New Chocolate 24 giờ tại các hệ thống sữa trên toàn quốc.